Vâng, gói cứu trợ khẩn cấp đã được sử dụng và họ đang lao thẳng vào khu nhà bên phía PM ơi. Liệu rằng có chú chim là phải gãy cánh hay không khi mà những cái tình huống bắn ra đến từ vị trí Apis đây rồi. Cuối cùng cũng đã có được một điểm knock out đến từ Small Town Kid. Lucky J cũng đã bị knock out nhưng đây vẫn là tình huống 3v2. Lucky J có vẻ như chưa tìm được cho mình vị trí quá đẹp ở đây thì đứng giữa cầu thang đối phương để hồi máu. Turtle kia cũng đã phải ra đi và tiếp tục là 4J. Một tình huống di chuyển thật sự là báo động đến từ thành viên bên phía FRKS. Và PMA dễ dàng có cho mình 3 điểm knock out nhưng họ vẫn chưa thể vượt qua được vị trí của Bofish. Nhưng khi gọi những người đồng đội đến thì tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là kết dành cho Bofish thôi. Top 16 dành cho đội hình của team Fox King Ray. Map thi đấu với Tiago này cũng là một trong những map thi đấu cực kỳ nguy hiểm. Thế nên là cái việc mà cặp play ôi một mình đầu tiên là cũng hết tất cả các thành viên bên phía team đối phương. Còn đây Bang Sướp khẩu MG3 vẫn sấy xe tầm xa nhưng mà đó là góc đứng hở sườn. Ngay tức để Pippi xử lý và tận đi spec bên phía 8x không đã có cho mình thêm điểm knock out nữa. Pixel Star đến thời điểm bây giờ họ sẽ cần phải quay trở lại để có thể hỗ trợ Bang Sướp thôi. Còn Matt Pick một viên đạn thôi là chưa đủ. Nhầm khẩu ốp. Và khẩu ốp thì nó cũng không phải là một khẩu quá phù hợp cho tình huống bắn khi mà đối phương đang di chuyển như thế này. Thực sự thì cũng hơi quài. Nhưng bây giờ thì form thì phiêu chứ. Tôi xong rồi, lựa chọn được cá nhân tôi xì mò em đã phải nằm lại rồi. Ngay sau đó lại là một tình huống còn phẩm. Form thì phiêu chờ. Trong khoảng gian vừa rồi họ đã mất lại. Thật khó để có thể tìm được một đội tuyển ngày hôm nay đang bắn bay mà họ lại có thể gây ở tại Matteo Tiago một cách lạ thường. Còn AMD Gaming đang bị công vào bởi đó là Pixel Star. Một tình huống đẩy nhanh đến từ vị trí của Matt Bick cùng với đó là cả những đội mình. Nhưng leo vào trong nhà là sai rồi Matt Bick ơi. Matt Bick đã bị knock out. Và khả năng cao đó sẽ là một tình huống bị confirm cơ. Reluctant Squad họ cũng đang có cho mình được đó là một cái diễn biến kiểm soát hoàn toàn khu vực hướng góc 9 giờ bóng bò này. Còn với đó là form the future hay thậm chí là cả cái tay bên phía team Amoni. Amoni bây giờ họ chỉ còn hai người nữa mà thôi. Deep Musty cùng với cả vị trí của Real Z. Nhưng với cái tay bên phía thì Pixel Star họ có cho mình được nhiều cơ sở hơn. Với đó là vị trí của Mao Đơn nhưng không, đó là một tiếng ảo play. Bang Scratch sẽ là player cuối cùng. Một tiếng 2v4 gần như là thành công đến từ cái tay bên phía team Amoni. MG3 khả năng ra đạn là cực kỳ nhanh đến từ khẩu súng này. Quyết định bắn từ thủ nhưng bây giờ thì Amoni họ đang bị tap vào bởi rất nhiều đội tuyển ở khu xung quanh bao gồm đó là cả cái thành viên bên phía thì bà đây pháo cối đã được bắn ra. Vâng, hai viên đạn pháo cối nhưng có vẻ như địa điểm nó đến không quá chuẩn xác thì phải. Thật sự thì những tình huống căn à không, đến cái vạn cuối cùng đến từ PP cũng đã giải quyết được các viên bên phía Amoni Gaming và Pang Squad chỉ chờ có thế. MK12 cùng với đó là một khẩu AUG. Có xe máy như Sapao vừa rồi đã cũng đi vị trí của Hoàng. Nhưng đó là những tình huống mà các đội tuyển Việt Nam đang đụng độ với nhau. Unicorn Cyber Esports họ có cho mình được vị trí đẹp. Và thậm chí là quầy Sama của GLS vừa rồi cũng đã phải nằm lại. Đó là những cuộc chiến của 3 đội tuyển Việt Nam. Hoàng Nam cũng đổi được mạng của đó là mạnh hùng rồi. Liên tiếp là các đội tuyển Việt Nam phải dẫm đạp lên nhau. Nhưng Pháp vừa rồi đã cũng đi vị trí của Simnosuke. Không biết là cái này về bên VTV được con Cyber họ sẽ xử lý như nào đây. Nhưng Reluctant Squad vừa rồi họ đã phải nắm xuống hoàn toàn khi mà có sự tham gia của cái này về bên VTV được con Cyber. Reluctant tưởng chừng như họ đã có một cái thế trận ổn. Tuy nhiên với việc chia người quá rộng thì chỉ cần một nhịp thôi bị công vào bởi hai đội tuyển khác nhau. Reluctant cũng đã dừng chân lại ở một cái vị trí khá sớm là top thứ 13. Còn nói Panic ở đây thì PV đã bị confirm đi rồi. Vẫn còn đó là 3 người để chiến đấu với đối phương. Bên kia rồi thì đó là bên phía Phạm Lê Thái Esports. Thì tình huống tap là khá khó chịu nên Duske cần thêm khoảng tầm 1-2 viên đạn nữa. Và giờ khi đối phương trả những viên FRR nó lại không có độ chuẩn xác quá cao. Và giờ thì thêm điểm kill dành cho cái viên bên phía Rip Giáp Sức Esports. Phạm Lê Thái Esports gặp khó rồi. Một cái vị trí mà họ còn bị bắn tường sau bởi anh Trang Password người cuối cùng của Pixel Star. Và bom Blue Zone đã ném ra để khóa góc vai Lê Thái. Chưa biết họ sẽ vào bò kiểu gì đây. Chạy lên đường cái thì auto là hở đầu. Nhưng bản thân Panic họ cũng biết rằng đây không phải vị trí quá ổn. Những trái smoke cần phải được đưa ra. Brown suốt. Vâng, trước khi anh ta nằm xuống vẫn có thể knock out được Pháp bên phía Giáp Sĩ Esports. Nhưng tôi tin là Giáp Sĩ họ vẫn có thể tìm đường và cứu lại player này. Lati và cả vị trí của King cũng đang di chuyển chiếc xe. Nhưng đây là chuyến xe bão táp cho bộ đội bên phía team Valita Esports. Tiếp tục đánh tiếng drive by đến từ vị trí của Kid cùng với cả những đồng đội của mình. Và đó là một tiếng bắn thành công. Nhưng ngay sau đó thì Kid đã bị knock out. Lati bây giờ còn 50% máu mà thôi. Nhưng rõ ràng thì trước khi mà nằm xuống anh chàng đã kiếm cho mình thêm vài điểm kill. Và đó là một tiếng bắn cực kỳ xuất sắc đến từ vị trí của Lati. Vẫn chưa phải nằm lại.
sống rất dài đến từ phía trường Latin, nhưng tôi nghĩ rằng cái thành viên bên phía team Giáp Siếc họ không bỏ qua được tình huống này đâu. Giáp Siếc họ hoàn toàn có thể nhìn thấy được cả các thành viên bên phía team Đông Đất, thậm chí là cả Vali Thái ở trong diễn biến tiếp theo nhờ. Nhưng Vinh Siêu vừa rồi cũng đã bị Đông Hoàng ngược lại rồi. Góc này là góc mà chúng ta hoàn toàn có thể cứu được nhau. Chỉ cần thêm đó những tiếng cover như không. Lati ở đây. Đây cuối cùng Vali Thái Esports đang liên tiếp về sức ép đối với đối phương. Shinosuke đã nằm và Kana cũng đã giả đi. Double kill dành cho vị trí ở Lati. Bây giờ bản thân anh ta đã lộ vị trí và liên tiếp những quả đếp được dội vào. Thậm chí là Pháp với khẩu ôm cũng đang liên tiếp gây ra sức ép đối với cả PMA. Góc của Giáp Siếc Esports nếu như chúng ta clear được Panic cũng như là cả Vali Thái Esports thì nó sẽ là nguyên cánh phải rộng mở dành cho Giáp Siếc để họ có thể tiếp tục cuộc chơi này. Những quả đếp đang hướng vào cái khu vực ô tô đến từ Latte và đó là những việc là tap tốt đến từ Thành Nhân. Và nếu setup được thêm những quả smoke và những cái xe thì họ hoàn toàn có thể trụ được ở trong giai đoạn phase 5. Tuy nhiên đối với Incon Cyber Esports thì sao đây? Mất đi vị trí của anh Hùng Phong Độ thì cảm giác như mọi thứ nó vẫn đang diễn ra một cách tương đối suôn sẻ. Việc mà kiểm soát ở góc 12 giờ đang giúp cho Incon Cyber Esports có rất nhiều thông tin cũng như là rất nhiều những cái vị trí đẹp. Còn trong diễn biến khác thì Master knock out Faven, còn đối với Sapao một lần nữa lại knock out đi Hoàng Nam ở phía GOS. Ok. Với những điểm lại kill hết rồi. Điểm kill lại thuộc về cho vị trí của Norin. Vâng, rất nhanh tay nhanh mắt đến từ vị trí player này. Nhưng Panic vừa rồi thì họ đã đối đầu với đó là tay về bên phía thì Giáp Siếc, còn bây giờ thì quay trở lại với cả vị trí Scarpe. Flash sẽ được trả ra đến từ player này. AOG bắn tầm gần đến từ vị trí Scarpe ở ngay một cánh trái thôi, nhưng trông như có vẻ là Scarpe đã bỏ qua vị trí của Tia cùng với đó là cả những đồng đội của mình. Và anh chàng này chắc chắn sẽ phải trả một cái giá quá đắt ở trong những tình huống combat tiếp theo. Forest vẫn còn hai người, Scarpe nằm xuống thì còn Master và cả vị trí của KM99 để có thể xử lý giúp cho những người đồng đội của mình. Vẫn còn thời gian để có thể hồi phục lại được máu cũng như là đưa ra một chiến thuật hợp lý nhất. Tuyển Whitefish họ đang sẵn sàng với cầu Panther và đó là viên đạn không quá chuẩn đến từ đối phương. KM99 biết đây là cơ hội để mình có thể đẩy ra ngoài và Scarpe. Anh ta đốc một, anh ta còn có thêm một điểm confirm nữa cơ. Những tiếng tap rất khó chịu ở Master. Anh ta sẽ có được kill này, thậm chí rằng 15 máu vẫn chủ động lao ra cương để bắn. Rất tự tin đến từ Forest Gaming. Và đối phương, đội hình của team Panic họ bắt đầu công vào thì khói vẫn còn che phủ đi những khu vực cửa vào. Thì tôi chưa nhìn ra phương án của Panic. Họ cần phải nhồi hết cái lượng đồ của mình vào khu vực nhà này. Đối phương thì chỉ còn lại hai người thôi. Bởi những cái giáp cũng đã hỏng rồi. Lấy đầu ra giáp để tái sử dụng đây. Runak đang chờ vào đây một khoảng thăm minh. Runak chưa tận dụng được. Vẫn còn đó là những trái flat quyết định của Forest sẽ đẩy vào. Và đây quả flat quá mù, Runak đã phải ra đi. Và đó là top 9 dành cho cá trắng. Sapao ngay sau đó phải nằm lại bởi là một thành viên bên phía team đầy chuyện nhờ. Và GLS cuối cùng đã phải nằm lại bởi đó là cái thành viên bên phía team Unicorn Cyber rồi. Em bao gồm đó là cả bèo mọt nữa. Nhưng ngay sau đó thì Unicorn Cyber ông đã phải đang dừng lại ở vị trí top 7. Đấy, chết vẫn đang quay trở lại với đó là cuộc đua lên vị trí đầu bảng. Khi mà cái số điểm của họ cũng đã ngang ngửa với cái tay về bên phía thì Unicorn Cyber rồi. Còn Panic Esports cùng với đó cái tay về bên phía thì Forest họ vẫn đang cầm chân nhau ở khu vực viện vòng bò. Đội tuyển nào sẽ là đội tuyển chiến thắng đây, nhưng lại bước vừa rồi cũng đã phải nằm xuống ở vị trí của Dutky. Dutky hạ gục đi vị trí ở KM99 và ngay sau đó thì Dutky phải nằm. Bạch sẽ làm gì để hỗ trợ cho đó là những người đồng đội của mình khi đây là một góc kề quá khó chịu đến từ vị trí Scarpe với một máu còn lại. Nhưng Panic Esports là đội tuyển phải dừng lại vị trí thứ 6 ở trong map thi đấu này. Thì thôi, chấm dứt dành cho đại diện đến từ Thái Lan. Và bây giờ thì đã có những tiếng công vào nhà rồi đến từ cái tay về bên lại là Flash. Nào, Pháp ơi. Và cả những đồng đội của mình nữa họ sẽ phải làm gì đó. Nhưng Pháp vừa rồi thì cũng đã đốc vào đi vị trí Flash. Nạn nhân là Flash nhá. Tôi đã bảo rồi mà. Kiểu gì kiểu khi mà Flash nằm xuống thì vị trí của Norin phải ra khiêng vào thì mới ra mới cứu được. Thực sự sẽ là hơi khoai, nhưng AOG kê cửa này cũng sẽ là một trong những phương án cực kỳ nguy hiểm. Quyết định đẩy ngược sang phía bên kia, nhưng đó là một lựa chọn sai lầm dành cho cái tay viên bên phía team Forest. Và trận đấu này chúng ta chỉ còn 4 tìm. 4 vs 3 vs 2 vs 1 và trung tâm bò đang dành cho Giáp Siếc Esports. Vị trí của Happy knock out Ampid và cuối cùng thì Tian cũng không thể làm điều gì cả. Và đây cũng là thời điểm Thánh Nhân chúng đẩy ra để có thể lấy được mạng của Flash. Giờ thì chỉ còn lại hai người Thái mà thôi. Một đến từ The Chuyết, một đến từ From The Future. Một máu và có sinh tồn đến từ người cuối của bên phía team From The Future. Và cuối cùng thì top 1 như đã đề cập rất khó để thoát khỏi tay của Giáp Siếc Esports. Khi mà một trận thi đấu chúng ta nhìn thấy Pháp có rất nhiều tình huống knock out bằng khẩu ốp